Làm đào ngâm đơn giản tại nhà, vừa giòn vừa ngon, chỉ một ngày là có thể ăn được rồi đó. Mê quá mình lựa có mấy trái mà tới 1,3 kg luôn. Mua về mình ngâm nước muối một xíu rồi rửa lại, tách miếng rồi ngâm tiếp với chanh muối cho nó không bị thâm nha. Nên tách miếng rồi hãy gọt vỏ thì đào nó sẽ không bị dập á. Mình dùng đường cát trắng nên sẽ thắng với tí xíu nước để làm màu caramel. Phần vỏ thì mình giữ lại, rửa sạch rồi bắt lên bếp nấu 5-7 phút cho nó nhừ ra rồi chắc lấy nước. Pha nước đó với nước lạnh rồi thêm đường, sao cho tỷ lệ là 650ml nước, 320g đường. Đang làm mà tự nhiên bà bạn nhắn hỏi có tên nào cho em bé mà đẹp đẹp không, tại bả cũng sắp sinh rồi. Mình lướt vô trang tra cứu thần số học tìm cho bả chứ biết tìm đâu. Trong này có nhiều lý giải về tên, về ngày tháng năm sinh hay lắm, mà theo khoa học chứ không phải mê tín nữa. Nhập họ tên, ngày tháng năm sinh vào là coi được à. Nếu biết cách thì có thể thay đổi và cân bằng được cuộc sống luôn á. Nước đường của mình sôi lên thì mình cho đào vào luộc đúng 5 phút rồi vớt ra ngâm trong đá liền nha. Vắt một xíu nước tắt cho thơm để tạo vị chua chua ngon hơn á. Đun cho sôi lại rồi mình để cho thật nguội. Xong thì mình cho vô tủ lạnh một ngày là dùng được rồi. Miếng đào thì vàng ươm, thấm đường mà cực kỳ giòn, ngọt vừa phải, ngon hơn đào trong hộp nhiều lắm. Pha thêm gói trà rồi lấy một ít nước trong hũ, thêm đá rồi thưởng thức thôi. Trưa nóng mà có ly mát lạnh uống thì có sung sướng không chứ? Làm thì dễ mà ăn đã quá trời luôn á.